hay đánh vào lưỡi đi. Bê đi. Ôi ra, ra. Ua. Mẹ con này chất nhỏ. Ua. Ui nhấc chân vào giường. Ui. Bê cả chân vào trong giường. Ui bảo vệ. Bảo vệ ra. Ui nó bê kìa. Bê. Bê chọn. Bê chọn đây. Ấy đi con đi. Thấy rồi mà. Bê đầu rồi. Ai là tôi chú vòng chào tất cả mọi người nhá. Chào đi anh. Tôi Tuấn Trôn chào mọi người nhá. Mình kiên trổ theo tất cả các chị em nhá. Ok các bạn ạ. Thì hai mình hôm nay sẽ đổi chủ đề, đổi cũng đi đánh trống nhưng mà không phải là đánh trống ở cổng trường nữa. Tại vì đánh trống ở cổng trường các bạn chửi nhiều lắm. Chửi toàn diện ốc chó. Quá chuẩn luôn. Đàn mình chửi thôi. Thì hôm nay mình sẽ đi sang nhà hàng xóm ấy để mình đánh trống để cho các em đi học sớm nhá. Thì bây giờ mới tầm độ 12 giờ phải không nhỉ? 12 giờ 10 phút. Mới 12 giờ. Mới 12 giờ. Thì ai mình bây giờ 15 à? Thì bây giờ mình sẽ ra cổng nhà cái đứa ở hàng xóm mình nhá để mình đánh trống để chôn xem nó có đi học sớm không nhá. Nhưng mà anh đánh trống ở bên kia em thấy có một đứa nhà nó đang học. Nhưng mà cô đánh sớm quá, nó vừa mới đi học về khổ thân nó. Khổ thân gì? Nó đi học đâu. Sớm đi mà lên quét trường quét lớp cái gì nữa. Thì mình đi bên ấy sang cổng nhà nó nhá. Kiêng. Ơi ngồi xe đi, ngồi xe. Lấy xe đây, đây. Đây cho Kiêng với Tùng lên xe này đi. Hôm nay cho tất cả học sinh ở xóm là ở xóm mình ấy đi học sớm hết. Làm mà đến trường đến lớp mà quét dọn đi chứ. Ừ. Cô giáo 2 giờ đi học. Đấy nha các bạn nhá. Thì bây giờ mình sẽ vào nhà em tạp hóa này để đánh trống nhá. Em con nhà tạp hóa. Con đang ngủ. Bây giờ mới chỉ có 12 giờ 15 mà đang sang cống nhà ngoài. Ở đâu? Dùi đâu? Dùi đây. Ui ôi. Mẹ ơi, bẩn này. Ối chê. Khắm mấy ngày chưa tắm rồi. Một tuần thì ta tính ngày. Bên lên. Xong là thế này, xong là đánh xong một cái là nào đầu xuống cống lấp luôn nhá. Nào đầu xuống cống lấp luôn nhá. Mày bị điên à? Nhẹ nhàng thôi. Mắt chụp lên mà. Chưa thấy ra kia nữa, đánh chậu hồi nữa đi. Lên hồi nữa đi. Từ từ. Thôi. Đang ra rồi thì. Cất đi, đang ra. Đấy em trở vào tháng 7 phút rồi. Ai mẹ nó ho gì? Mẹ đánh kì à? Hay đánh vào lưỡi đi. Bê đi. Ôi ra, ra. Em quay phim. Em quay phim lên này thôi. Lên đây thôi đi, zoom đi. Ủa, bỏ cái nắm đi mấy. Ôi nó làm cái ôi. Ôi. Con này là pháo ôi. Đi. Ôi. Hôm nay em đến trường.
Ủa, ủa, cong đít lên kìa cong. Bây giờ cong đít đi, ui. Đi học 12, 12 là 15 rồi. Đây, 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 lớp vào đây, lớp vào đây. Mình đâu có lớp nào học. Mình đâu có lớp nào học đâu. Làm đâu có lớp nào học đây. 12 giờ trưa, 12 giờ đi còn ngó nghiêng. Đi đâu ấy? Đi đâu ấy? Em cầm điện thoại đi. Nó đi đâu ấy? Nó đi đâu nhở? Nó đi chào tường. Không phải, xe hết thôi à? Không, xe bây giờ thôi. Học sinh chỉ có chào tường thôi. Em trước em học, em bị đúp 5 năm cấp. L 75 cấp 2 em có kinh nghiệm. L 75 cấp 2 em có kinh nghiệm rồi. Kinh nghiệm đầy mình luôn. Kinh nghiệm. Đó, mình thấy hoa rồi gì đó. Đây, mình đi chào rồi nhờ. Hoa này, hoa đẹp không? Hoa gì á? Nó gì đấy? Treo tường. Nó gì đấy? Treo tường không? Xe thì... Nó chỉ treo tường thôi. Xem có ai không để bật tường đấy. Chắc xe bảo vệ. Xe bảo vệ, ra đây nào. Cứ thật. Ôi trời. Nhảy. Nhảy chân đen ngắn thì ông con bè tôi bật tường. Bật chứ. Ủa, đâu cho được, đâu, lặng lại đấy chứ. Anh, bây giờ phải ra lấy trộm xe. Nó làm gì đây, nó làm gì, nó yên đấy. Làm gì, nó lấy xe à? Mình có biết đâu, mình đang chơi hoa này, hoa đẹp không? Mình đang ngồi ngắm nắng mà nghe đâu, tắm nắng. Mày ra xe đi đâu ơi? Nó treo chỗ để xe à? Ui à. Cả năm. Dây. Ua. Mẹ con này chất nhở. Ua. Nhấc treo rồi. Ui. Bê cả treo trong giường. Ui, bảo vệ ra. Ua, nó bê kìa. Nó bê. Mẹ, anh tiến ra ngoài đi. Bảo vệ ra rồi. Bảo vệ ra anh em ạ. Ua, nó. Này. Nó làm cái gì vậy? Kia xem nó làm gì đấy? Kia đây. Kia. Anh ơi, em chở vợ ra bắt nó nhá. Ờ. Hả? Từ xem nó làm gì ăn. Ra đây nấp đây xem nó làm gì. Thế này, anh chở là bảo vệ ra nhá. Đi. Xem nó làm gì đây? Làm gì đây? Này, nó phát hiện bây giờ. Rồi, nó đi về, chạy. Chạy đi xem. Nó đi đâu nhở? Nó sắp đi đâu ấy? Bờ tường bên kia rồi. Ua, bờ này. Con này chéo hết bờ tường ngọn, bờ tường kia. Con này tàu hài thật. Con này chéo hết bờ tường ngọn, bờ tường kia. Con này tàu hài thật. Nó đi đâu ấy? Mày ngọn đi vào à? Ngọn đi vào à? Đi đâu? Chạy, đi chạy đi xem nào. Chạy đi xem nào. Con này. Bây giờ 12 giờ. 12 giờ bao nhiêu? 15 à? 12 giờ 15 đi học. Ok, đánh bóng kìa. Ua, ua. Cái này như kiểu trần chiêu ấy nhỉ. Loại lái lụa phết đi. Về. À, ra về cậu nghĩ đang nhàng lại bị mẹ chửi ấy nhỉ. Con này nghĩ là đéo về nhà đâu, đang nhàng đi về trai ấy. Đi rồi còn đánh võng nữa đi sợ mình chịu chết. Chết. Chân tổ vết nhẹ. Em nghĩ lúc này đéo về nhà đâu. Cá không? Cá. Ok. Làm ra ruộng. Ta không vớt được đâu ấy. Đi học béo 12 giờ 15 thì... Quý khán giả đang theo dõi những hình ảnh tổng hợp của chặng 6 giải đua xe MotoGP 2018 chặng 6. Đổ cua đi.
nhiều phết. Đéo biết gì. Bây giờ cô có mua hàng đi. Ok các bạn ơi. Ê, em đi học về ơi. Đi học gì giờ này? Sao đi học về sớm ấy? Đi anh qua đây. Qua đây vừa lên trường rồi anh chống đây. Anh được thật. Anh là ma gì kia mà. Đừng vào lớp. Đừng vào lớp à? Đâu, anh chống cho ma gì kia thì chắc em nghe, em chắc em nghe nhầm rồi. Sai rồi đấy. Anh còn đi chơi không? Không? Thì bây giờ đắp mộ rồi, cục tình rồi thì bạn về. Bây giờ ấy ơi, bây giờ đắp mộ rồi, cục tình rồi thì bạn về. Chán thật. Ok các bạn. Thì vừa chôn xong cái em lớp 9 này xong. Ở ngay cạnh nhà mình ấy. Thì các bạn ngon nhỉ. Ngon, này ngon. Ngon cái gì ông già rồi thôi. Thì mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái kênh mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái kênh nào yên để quảng cáo. Để quảng cáo gì? Mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái kênh YouTube đó là Mẹo Bana Sinh nhá. Thì link kênh mình sẽ để dưới phần mô tả. Các bạn nhớ đăng ký và màn hình kết thúc mình sẽ để bên cạnh để các bạn xem nhá các bạn nhá. Ok, bye các bạn.